Lợn nhà tôi 30 kg, sốt bỏ ăn, mần đỏ và có dấu vuông ở quanh lưng là bệnh gì? Thì xin được chia sẻ tới chị và toàn thể quý vị và các bạn. Thì đối với cái lợn giai đoạn tầm 20-30 kg, sốt bỏ ăn và người nổi những cái mần đỏ, đặc biệt hơn là xuất hiện những cái dấu vuông hoặc là hình thoi hoặc là những cái hình to hơn hình chữ nhật, thì đó chính là cái bệnh đóng dấu ở trên heo. Thì cái bệnh này thì bệnh đóng dấu thì có những cái vaccine để chúng ta tiêm phòng đóng dấu. Ngoài ra khi xảy ra cái bệnh đóng dấu này thì chúng ta cần phải xử lý ra sao? Thì hãy sử dụng ngay cái sản phẩm dịch chiết Anagin kết hợp với cái sản phẩm Sephon A còng hoặc cái sản phẩm Gentadilo, thì chúng ta tiêm cho cái con heo này mình một bên là sản phẩm kháng sinh và một bên là cái sản phẩm hạ sốt tiêu viêm giảm đau. Đặc biệt hơn thì sử dụng đến cái sản phẩm vô sát trùng để cho tổng đàn uống. Và cái bệnh đóng dấu thì chúng ta không nên phải xử lý môi trường tốt, thì tránh cái tình trạng mà môi trường bị ô nhiễm ẩm thấp thì nó sẽ dẫn đến lây lan rất là nhanh sang các con khác. Và cái bệnh đóng dấu này thì dẫn đến cái tình trạng con vật rất là ngứa và sẽ tiết ra những cái chất dịch ở trong cái vết dấu đó, thì nó sẽ lây lan sang cái vùng da khác. Thì chúng ta cần phải xử lý môi trường thật là tốt thì nó sẽ tránh được cái tình trạng mà con heo nhà mình trong quá trình điều trị sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Thì hãy sử dụng ngay cái sản phẩm vôi sát trùng phun trực tiếp lên cái bề mặt con heo và phun ra cái ngoài môi trường. Và đặc biệt hơn thì pha cái sản phẩm vôi sát trùng này vào trực tiếp vào nước uống và thức ăn để cho tổng đàn, đối với những cái con bị bệnh và những cái con mà chưa bị bệnh thì chúng ta cũng phải cho uống. Và đặc biệt hơn thì để khắc phục cái tình trạng này thì hãy sử dụng một số cái sản phẩm như là đặc trị hô hấp phức hợp hoặc cái sản phẩm khắc tinh hoa hen để chúng ta cho cái đàn tổng đàn mà mình ăn, và kết hợp sử dụng men tiêu hóa thường xuyên bổ trợ để giúp cho cái đàn heo thì mình khỏe mạnh, thì nâng cao sức đề kháng, thì nó sẽ chống lại được những cái yếu tố môi trường cũng như là cái yếu tố virus vi khuẩn tấn công trực tiếp lên đàn vật nuôi. Thì xin được cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời của chị Thanh Đinh.